Đam mê nhạc cụ từ khi còn nhỏ, chàng trai dân tộc Tày Hà Dân Tiệp đã biết sử dụng hầu hết các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Thời gian này, anh Tiệp đang được nghệ nhân trong làng chỉ dạy các bài kèn pí lè, chuẩn bị cho dịp lễ hội chào đón năm mới sắp tới. Khó nhất là thứ nhất là về cái hơi. Đấy, cái hơi của mình là quan trọng nhất, là mình phải lấy được hơi. Nếu mà cái hơi mà hụt thì khi mà mình thổi một cái bài ấy, thì không có hơi thì nó sẽ đứt đoạn, thì nó dẫn đến là cái bài nó sẽ ngắt quãng và nó không điều được. Kèn pí lè là loại nhạc cụ thuộc họ hơi, cấu tạo hình dạng nhỏ gọn, chất liệu âm thanh vang dòng tưng bừng, được làm từ loại gỗ cứng, chắc và bền. Với người Tày ở Khánh Yên Trung, kèn pí lè thường được sử dụng trong các nghi lễ cúng thần, lễ hội lồng tồng, lễ cưới hỏi, vào nhà mới. Tùy vào tính chất của từng hoạt động cần sử dụng kèn pí lè, các nghệ nhân sẽ thể hiện bài kèn có độ dài ngắn khác nhau. Những con cháu nó phải hâm mộ, nó phải trung thành cơ. Chứ còn bảo là bây giờ thích học thì ví dụ ra học 1-2 đêm hay là 1-2 ngày xong bắt đầu là bỏ, là cái đấy là không được. Phải trung thành, bớt chút thời gian thì mới ngấm vào được. Cũng là rất mong. Đấy, cái gọi là cái bản sắc dân tộc từ đời xưa về rồi. Bây giờ không dạy bảo các cháu, các em nó thì sau này nó lại mai mốt đi, nó mất cái bản sắc dân tộc. Nhà nước cũng đang hỗ trợ rất là lớn trong cái việc trao tặng và hỗ trợ những cái nhạc cụ dân tộc để bổ sung thêm cái nguồn nhạc cụ dân tộc, giúp cho các đội văn nghệ là có đủ cái cơ sở, cũng có đủ các cái nhạc cụ để phục vụ chính cho các đội văn nghệ, không phải đi thuê đi mượn từ các địa phương khác, và cũng sẽ hỗ trợ các bạn ấy rất là nhiều trong việc là sẽ tổ chức những cái tiết mục hay hơn và mang đậm nét truyền thống hơn. Với những giai điệu vui nhộn của nhịp trống chiêng và tiếng kèn rộn rã được cất lên trong mỗi dịp quan trọng, cho thấy giá trị văn hóa truyền thống luôn được bà con kế thừa, phát huy và góp phần làm phong phú thêm bản sắc của đồng bào Tày dưới chân núi Gia Lan hùng vĩ.